Thân chào anh em ha. Nào mình chia sẻ cho anh em một trang web làm ảnh chế, nút vàng, nút bạc YouTube, Facebook, Instagram, Twitter và nhiều cái ảnh tròn khác vui nhộn. Cũng trong trang web này có cả ảnh chế nhân bánh trung thu nè, Halloween, Noel, ảnh Tết và còn rất nhiều nữa nghe anh em. Anh em tiếp tục theo dõi video để cùng mình khám phá xem trang web này là trang web nào nghe anh em. Anh em có thể sử dụng bất cứ trình duyệt nào hay điện thoại hệ điều hành nào cũng được, hoặc là máy tính cũng được. Mình sẽ sử dụng trình duyệt Chrome nghe anh em. Để anh em có thể dễ tìm đến trang web này thì mình sẽ để cái đường link dưới phần mô tả. Bây giờ mình tiếp tục nghe anh em. Bây giờ anh em mở trình duyệt Chrome lên, xong nhập vào cái thanh tìm kiếm nè, ephoto360.com. Đây là giao diện của trang web nghe anh em. Anh em nhấn vào cái ô có ba gạch ở đây, nó hiển thị từng chủ đề nè, như là năm mới, hiệu ứng video, hiệu ứng chữ, hiệu ứng game, hiệu ứng ảnh 3D, tình yêu, hiệu ứng nghệ thuật và rất là nhiều mẫu nữa nghe anh em. Bây giờ mình chỉ cho anh em cách tạo cái ảnh chế nút vàng YouTube. Anh em nhấn vào cái chỗ chế ảnh nè, có rất là nhiều mẫu ảnh chế nghe anh em. Anh em tiếp tục vào cái trang 2, anh em nhấn vào cái chỗ là tạo chứng nhận nút bạc, nút vàng, mạng xã hội online. Ở đây có rất là nhiều mẫu, anh em muốn tạo cái nào thì nhấn vào là ok. Mình chọn nút vàng YouTube nghe anh em. Anh em kéo xuống chỗ nhập tên nè, anh em nhập cái tên kênh cần tạo. Xong rồi anh em chọn chỗ là tạo ảnh. Anh em đợi chút xíu là xong. Để lưu về máy anh em nhấn vào cái chữ lưu nè. Anh em cứ để mặc định như vậy, rồi nhấn tải xuống. Đã tải xong rồi nghe anh em. Bây giờ vào cái ô ba gạch ở đây để làm một cái ảnh khác. Mình chọn lễ hội nè, chọn là ảnh chế bánh trung thu với nhân bánh tùy chọn. Bây giờ chọn mẫu cần tạo nè, xong vào cái chỗ chọn ảnh, tiếp tục chọn ảnh. Anh em lưu ảnh ở đâu thì vào đó để lấy ảnh là được. Chọn ảnh xong rồi, tới cái phần điều chỉnh lấy cái phần ảnh để hiển thị nghe anh em. Xong rồi anh em chọn cắt ảnh. Xong rồi anh em chọn tạo ảnh. Đợi chút xíu là xong nè. Ảnh đã được tạo nghe anh em. Lưu về máy thì anh em nhấn vào cái chữ lưu, rồi cứ để mặc định như vậy. Xong anh em nhấn tải xuống. Rồi, vậy là ok. Ảnh lưu về mặc định nó nằm trên cái phần dolog của máy nghe anh em. Nội dung chia sẻ đã hết rồi. Chúc anh em thành công. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Xin chào.